Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: báo động bệnh mắt gia tăng vì đặc thù công việc, lạnh kéo dài cẩn trọng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 70% người tâm thần chưa được điều trị kịp thời, nhiều xã tại huyện Mỹ Hào có chính sách hỗ trợ cho cộng tác viên dân số. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh ung thư cổ tử cung. Mục cẩm nang y học: cách xử trí khi trẻ nuốt nhầm hóa chất. Cuối chương trình câu chuyện y tế: Đông Xuân cảnh báo bệnh sởi khi không cho trẻ tiêm phòng. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Cùng với sự gia tăng tác động của tuổi tác, ô nhiễm môi trường, ánh sáng xanh, sức khỏe đôi mắt ngày càng bị đe dọa, đẩy nhanh nguy cơ suy giảm thị lực và mắc phải các bệnh lý mắt dễ gây mù lòa như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể do đặc thù nghề nghiệp. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, có đến 80% người làm việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử như nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên, thậm chí là bà nội trợ hay xem TV bị các rối loạn hay bị bệnh lý về mắt nghiêm trọng như hội chứng thị giác màn hình và thoái hóa võng mạc, hoàng điểm. Đặc biệt, sau 3 giờ tập trung trên các thiết bị điện tử, cứ thêm 1 giờ tiếp xúc sẽ tăng gấp đôi nguy cơ giảm thị lực. Nhóm đối tượng làm việc trong ngành cơ khí, điện như thợ cơ khí, thợ hàn xì, thợ điện thì dễ bị đục thủy tinh thể. Những người làm việc dưới ánh nắng mặt trời như nông dân, công nhân cầu đường, công trình, nhân viên giao hàng cũng có nguy cơ bị đục thủy tinh thể do bức xạ của tia cực tím. Theo công bố mới nhất của Hiệp hội Phẫu thuật đục thủy tinh thể và khúc xạ Mỹ, tia cực tím trong ánh nắng mặt trời làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể đến 65%. Thời tiết luôn là nguyên nhân hàng đầu gây tái phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đặc biệt, bệnh sẽ trở nên xấu đi và dễ có đợt cấp thường xuyên hơn trong những ngày thời tiết lạnh kéo dài. Ghi nhận tại khoa cấp cứu Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hưng Yên, trong những ngày thời tiết lạnh, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 20-25 bệnh nhân, cao điểm còn lên đến hơn 30 bệnh nhân. Các bệnh chủ yếu là phổi tắc nghẽn, suy hô hấp, hen phế quản. Theo các bác sĩ, nếu không dự phòng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể tái phát và tiến triển nhanh. Khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là trong mùa lạnh, bệnh nhân dễ bị nhiễm các loại virus và vi khuẩn gây viêm đường hô hấp, làm tăng tình trạng co thắt phế quản, tăng dịch nhầy trong đường hô hấp, khiến bệnh nhân bị khó thở nặng hơn. Do đó, khi có biểu hiện ho kéo dài, khó thở vào sáng sớm, tình trạng ngày càng nặng thì bệnh nhân nên đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra phát hiện bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, nước ta hiện có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến như trầm cảm, động kinh, rối loạn hành vi, tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, số người bệnh được chữa trị hiện còn rất thấp. Do nhận thức hạn chế, một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu đúng về sức khỏe tâm thần, không biết có nhiều rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, mất ngủ, lo âu. Điều này khiến cho nhiều người khi bị bệnh ngại đi khám hoặc đi khám không đúng chuyên khoa, đến khi tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì bệnh đã nặng. Bên cạnh đó, một thực trạng nữa cũng phải nhắc đến là ở nhóm thanh thiếu niên xuất hiện các dạng tâm thần mới nổi như nghiện internet, nghiện game online, ma túy đá, khiến số lượng người mắc bệnh tâm thần tăng lên đáng kể. Tại tỉnh ta, số liệu của Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh cho thấy số lượng bệnh nhân tâm thần xã hội được quản lý và điều trị là trên 5.600 bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bệnh nhân chưa được quản lý. Cứ 10 người bệnh thì chỉ có 3-4 người được điều trị đúng cách và kịp thời. Hiểu được tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như những khó khăn mà các cộng tác viên dân số gặp phải, nên một số xã của huyện Mỹ Hào đã có chính sách hỗ trợ cho các cộng tác viên dân số. Năm xã của huyện Mỹ Hào là Nhân Hòa, Ngọc Lâm, Xuân Dục, Hòa Phong, Dị Sử là những xã đã nhiều năm nay có chính sách hỗ trợ của các cộng tác viên dân số. Cụ thể, xã Nhân Hòa, Xuân Dục hỗ trợ mỗi cộng tác viên 100.000 đồng một tháng, xã Ngọc Lâm, Hòa Phong, Dị Sử mỗi xã hỗ trợ 50.000 đồng một tháng cho cộng tác viên. Số tiền hỗ trợ này đối với các cộng tác viên tuy không phải là lớn, song là nguồn khích lệ tinh thần không nhỏ đối với những người làm công việc ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế ngày 13 tháng 12 cho biết, ngày 12 tháng 12, Cục An toàn Thực phẩm nhận được cảnh báo từ Ban Thư ký Infosan về một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Pháp nhiễm khuẩn Salmonella Angola. Cũng theo thông tin của Cục An toàn Thực phẩm cho hay, một số sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam. Cục An toàn Thực phẩm hiện đang rà soát và chỉ đạo kiểm nghiệm chỉ tiêu Salmonella Angola đối với các sản phẩm theo cảnh báo. Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm,
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các tổ chức cá nhân tạm thời ngưng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm có tên và số lô như sau. 1. Celi Xper 2 400g X12 Guess ESA. 2. Celi Xper 2 900g X6 Guess ESA. 3. Celi Xper 2 400g X12 Guess ESA. 4. Celi Xper 2 900g X6 Guess ESA. 5. Celi Xper 3 400g X12 Guess ESA. 6. Celi Xper 3 900g X6 Guess ESA. 7. Selimama 400g X12 Nutri Fromat. 8. Selimama 400g X12 Nutri Fromat. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone được triển khai tại tỉnh ta từ năm 2014. Đến nay, những lợi ích mà nó đem lại là không hề nhỏ, song tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị vẫn còn ở mức cao. Tính đến nay, tích lũy số bệnh nhân được điều trị cai nghiện chất các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone ở tỉnh ta là 1.592 người, trong đó có 580 bệnh nhân bỏ điều trị, chiếm 36,4%. Theo các bác sĩ của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cho biết, nguyên nhân là do có một số bệnh nhân đi làm ăn xa, một số nơi chưa có chương trình điều trị cai nghiện bằng methadone nên không tham gia được, dẫn đến gián đoạn và bỏ điều trị. Cũng có một số bệnh nhân được điều trị một thời gian thấy không còn cảm giác thèm thuốc nên bỏ điều trị, và khi bạn bè rủ rê thì lại nghiện lại. Để thuận tiện cho việc điều trị methadone cho bệnh nhân, Sở Y tế đã cấp giấy phép hoạt động cho Trung tâm Phòng chống HIV tỉnh, Trung tâm Y tế Khoái Châu, Văn Lâm, Mỹ Hào, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ung thư cổ tử cung là căn bệnh phổ biến và đặc biệt nguy hiểm ở phụ nữ. Tuy nhiên, căn bệnh này lại không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, nên sẽ khiến chị em phụ nữ chủ quan, không quan tâm tới các dấu hiệu của bệnh. Để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu là ung thư cổ tử cung là gì ạ? Cổ tử cung là cái phần mà nhỏ nhất của tử cung. Nó có hình trụ, nó dài khoảng 3 cm, thế và cái đường kính của nó khoảng 2.5 cm. Thế thì cái phần này là phần thấp nhất của cái dạ con, mà nó nồi một phần nó nồi vào trong cái khoang âm đạo. Thế thì ung thư cổ tử cung là cái bệnh mà ác tính ở cổ tử cung, tức là nó coi như là một cái khối u ác tính cổ tử cung. Thế và đây là một cái bệnh mà cũng gặp khá phổ biến ở phụ nữ. Ở Việt Nam thì ung thư cổ tử cung nó là bệnh phổ biến thứ tư trong các bệnh ung thư ở phụ nữ. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào gây ra căn bệnh này ạ? Nguyên nhân ung thư cổ tử cung thì ngày nay người ta xác định chủ yếu là do cái virus HPV gây lên. Thì đây là một cái loại virus mà gây cái u nhú ở người. Thế ngoài ra thì có thể là một số những cái điều kiện thuận lợi nữa. Ví dụ như là ung thư cổ tử cung thì người ta thấy là gặp nhiều ở những cái người mà có quan hệ tình dục sớm, tức là ví dụ như là quan hệ tình dục trước 18 tuổi chẳng hạn. Thế hoặc là có nhiều bạn tình, hoặc là gì ạ? Bạn tình lại có quan hệ tình dục với nhiều người khác, thì đây cũng là nguyên nhân. Thế hoặc là người ta cũng thấy là ung thư cổ tử cung thì gặp nhiều hơn ở những người mà sinh đẻ nhiều lần, đặc biệt là sinh đẻ sớm ở trước tuổi 20. Những cái người mà hay bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục hoặc là vệ sinh cái bộ phận sinh dục kém thì cũng hay bị ung thư cổ tử cung hơn. Những cái phụ nữ mà có nghiện hút thuốc lá hoặc là những cái người mà thiếu một số những cái vitamin nhóm A, nhóm C chẳng hạn. Bệnh thì có những biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ? Ung thư cổ tử cung ấy thì cái biểu hiện của nó đôi khi thì nếu như ở giai đoạn sớm thì cái biểu hiện nó cũng rất là kín đáo và không thấy rõ ràng như một số những cái ung thư khác. Thế nhưng mà một cái triệu chứng mà hay gặp nhất ở cái ung thư cổ tử cung đó là da máu bất thường ở âm đạo. Thì da máu bất thường ví dụ như là có thể là ở những người mà còn kinh nguyệt thì lại da máu không đúng chu kỳ kinh, da máu giữa chu kỳ kinh, hoặc là da máu sau quan hệ vợ chồng đấy, hoặc là sau khi đi khám ở cái vùng chậu hông chẳng khám phụ khoa chẳng hạn. Thế và đặc biệt là ở người đã mãn kinh rồi thì nếu như mà có da máu tự nhiên ở âm đạo hoặc là da máu sau quan hệ. Cái dấu hiệu thứ hai mà hay gặp đó là có thể là bị ra cái dịch âm đạo nó bất thường, đau bụng dưới, tức là đau bụng chậu hông. Có một số chị em thì có khi là tự nhiên thấy là mình đi tiểu nó nhiều lần trong ngày, hoặc là đi tiểu nó rất là nó hơi khó đấy, hoặc là đi tiểu nó có khi lại
thấy là ra máu chẳng hạn, thì đấy cũng là một trong những dấu hiệu mà gợi ý đến ung thư cổ tử cung. Theo bác sĩ, vậy thì làm cách nào để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung ạ? Ngày nay thì khoa học, y học cũng có rất là nhiều những cái tiến bộ và có nhiều những cái biện pháp để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Đó là các cái biện pháp mà sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thế thì để mà phát hiện sớm ung thư cổ tử cung thì chị em phụ nữ phải đi khám phụ khoa định kỳ. Thế và có sàng lọc ung thư cổ tử cung thì bằng cái kỹ thuật soi cổ tử cung hoặc là làm cái tế bào âm đạo cổ tử cung. Thế thì cái lịch đi khám phụ khoa định kỳ là như thế nào? Thì thực ra thì người ta khuyến cáo là chị em phụ nữ sẽ đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất là 6 tháng đến 1 năm một lần. Với phụ nữ mà trên 30 tuổi thì khám phụ khoa và sàng lọc có khi là có thể là mau hơn 6 tháng hoặc là cùng lắm là 1 năm một lần. Thế còn đương nhiên nếu mà có bất thường thì sẽ phải đi khám ngay. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Những năm gần đây, số trẻ phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm, chất tẩy rửa, chất ăn mòn có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ uống nhầm hóa chất là do sự bất cẩn của người lớn. Việc phát hiện sơ cứu đúng cách kịp thời cho trẻ khi bị ngộ độc hóa chất để tránh những hậu quả đáng tiếc là rất quan trọng. Trong mục cẩm nang y học số này, bác sĩ Ngô Duy Đông, khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ hướng dẫn cách xử trí khi trẻ nuốt nhầm hóa chất. Khi trẻ uống nhầm hóa chất thì thường có biểu hiện, thứ nhất là biểu hiện của đường tiêu hóa, đó là một là về biểu hiện tiêu hóa như là lưỡi sộp bỏng hoặc là lưỡi đỏ, hoặc là có những biểu hiện như là ho sặc sụa hoặc là nôn và buồn nôn. Thì thứ hai là một số biểu hiện nữa của tiêu hóa đó là cái hơi thở của trẻ có mùi, hóa chất. Ngoài ra thì có thể biểu hiện về những cái triệu chứng khác như là về hô hấp. Về hô hấp thì có thể trẻ suy hô hấp, thở nhanh lông, khó thở. Ngoài ra một số ngoài triệu chứng trên thì còn có những cái biểu hiện của rối loạn ý thức, trường hợp lặng hoặc là rối loạn ý thức này, rồi da nổi vân tím, tái lạnh. Để sơ cứu khi trẻ uống nhầm hóa chất như thế nào? Ví dụ như mình phải xác định là trẻ uống cái hóa chất đấy là loại gì để mình sơ cứu cho nó kịp thời và cho đúng đúng cách. Thứ nhất là về một là cho trẻ sơ cứu cái đơn giản nhất là cho trẻ uống nhiều nước. Uống nhiều nước để làm loãng hóa chất và làm giảm cái hấp thu hóa chất với niêm mạc dạ dày, niêm mạc ruột. Ngoài ra thì có thể là cho trẻ uống nhiều sữa, ví dụ như là những cái trường hợp mà ngộ độc là về uống nhầm về xà phòng, nước tẩy rửa thì nên cho trẻ uống nhiều nước sữa. Đấy, sau đó còn ngoài ra có thể là biện pháp nữa là biện pháp gây nôn. Gây lôn thì như thế nào? Gây lôn thì có thể cho trẻ uống từ 200 cho đến 300 ml nước muối sinh lý 9 phần nghìn. Sau đó dùng cái ngón tay và ngoáy vào họng để gây lôn cho trẻ. Nhưng mà chú ý là những cái trường hợp mà ngộ độc hóa chất ăn mòn thì chúng ta không được gây lôn. Ví dụ như là axit bazơ và xăng dầu là những cái nhóm ấy chúng ta không được gây lôn. Đấy. Ngoài ra có thể nếu mà trẻ ngộ độc những cái nhóm kim loại như thủy ngân thì chúng ta có thể dùng những cái ở nhà chúng ta có những cái lòng trắng trứng gà. Đấy, thì chúng ta cho trẻ uống sữa này, kèm hoặc là lòng trắng trứng gà này, uống nhiều nước này để làm kết tủa những cái kim loại và làm giảm cái hấp thu cái chất độc cho trẻ. Thì ngoài những biện pháp ấy ra thì nếu mà chúng ta sơ cứu mà tình trạng của trẻ nó vẫn không thay đổi thì tốt nhất là chúng ta phải đưa trẻ đến cái
cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ thăm khám và đưa ra chỉ định kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị cho 61 trường hợp trẻ bị sởi biến chứng. Bệnh viện Sanh Pôn cũng tiếp nhận 17 ca bệnh sởi đều chưa tiêm phòng. Điều này cho thấy bệnh sởi xuất hiện sớm hơn thông thường, mà nguyên nhân chính là do trẻ không được tiêm phòng. Dịch sởi năm 2014 là bài học rất gần, vẫn cần nhắc lại để cảnh báo lần nữa, đặc biệt là trước thềm mùa bệnh. Năm 2014, tỉnh ta có nhiều ca bệnh tử vong do biến chứng của sởi. Trong số 10 trường hợp tử vong thì cả 10 ca đều tự vượt tuyến và bị mắc sởi do lây nhiễm chéo. Đặc biệt có 2 trường hợp mắc bệnh sởi bẩm sinh là bại não và hở hàm ếch. Điển hình trường hợp ở Văn Giang, mẹ bị sởi đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, trốn viện về cho con nhỏ 4 tháng tuổi bú, khiến cho bé bị lây nhiễm sởi và bé bị tử vong vì biến chứng của sởi. Chúng ta đều biết là cái đợt dịch sởi gần đây nhất là năm 2014 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, khoa truyền nhiễm thì đợt đấy cũng thu dung điều trị khá nhiều bệnh nhân. Và theo khảo sát của các bác sĩ trong khoa thì gần như tất cả các trường hợp bị sởi vào làm viện đại khoa đều chưa được tiêm phòng sởi hoặc không nhớ là đã tiêm phòng sởi hay chưa. Có rất là nhiều trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi bị bệnh sởi, và càng nhỏ thì cái mức độ nó càng nặng. Đa số các cháu vào đây với cái bệnh cảnh là có cái bội nhiễm đường hô hấp, ngoài cái phát ban dạng sởi số rất là cao, còn có cái biểu hiện là ho, thở khò khè, thậm chí có cháu khó thở và phải can thiệp bằng thở oxy luôn. Một số cháu có biểu hiện nặng nề nữa là có cái biểu hiện viêm não màng não. Bệnh sởi có những biểu hiện ban đầu khởi phát rất đơn giản như sốt, viêm đường hô hấp nhẹ và phát ban ít. Vì vậy, dấu hiệu ban đầu sẽ khiến các bậc phụ huynh chủ quan, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm, trong khi biến chứng nguy hiểm nhất là tử vong. Các biến chứng thường gặp ở trẻ bị sởi đó là viêm phế quản, viêm thanh quản, viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, bùng phát lao tiềm ẩn, viêm loét giác mạc hoặc làm mủ trong nhãn cầu gây mù lòa, nhất là trẻ suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A, viêm cơ tim cấp, viêm não. Hiếm hơn là hội chứng liệt vận động, liệt nửa người, trong đó 3 biến chứng viêm phổi, cơ tim cấp và não gây tử vong cao. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì ngại các biến chứng tiêm chủng hoặc xem nhẹ bệnh mà không cho trẻ đi tiêm phòng. Thì ở cái nhóm tuổi dưới 9 tháng tuổi thì vẫn có khả năng bị. Nguyên nhân là do người mẹ chưa từng bị sởi lần nào. Cái thứ hai là người mẹ cũng chưa được tiêm phòng sởi. Người mẹ mà không tiêm phòng sởi thì sẽ không truyền được kháng thể cho trẻ, dẫn đến là trẻ mắc sởi từ khi chưa đủ 9 tháng tuổi. Virus sởi tuy yếu, chỉ sống khoảng 31 giờ ngoài môi trường, nhưng sởi lây trực tiếp qua đường hô hấp, đôi khi gián tiếp qua đồ vật mới dính chất tiết mũi họng. Tốc độ lây truyền sởi rất nhanh, một người có thể lây cho 20 người, vì thế nên nhanh chóng phát thành đại dịch. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, qua 2 năm 2015-2016 cho thấy lượng trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng sởi trung bình là 97%. Tính đến hết tháng 11 năm 2017, lượng trẻ được tiêm phòng sởi trong độ tuổi đạt 95%. Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, thời điểm này không có bệnh nhi nào mắc sởi, cho dù đây là thời điểm dễ phát sởi nhất. Tuy nhiên, 5% số trẻ còn lại nếu không được tiêm phòng đầy đủ cũng sẽ là nguy cơ phát tán và lây truyền mầm bệnh. Vì vậy, các gia đình cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng và cho trẻ tiêm phòng sởi đúng lịch là việc làm quan trọng để bảo vệ sức khỏe của trẻ, hạn chế nguy cơ bùng phát sởi trước thềm mùa dịch. Tầm quan trọng của việc sởi là phòng cho các cháu không mắc sởi. Khi các cháu không mắc sởi thì cái nguy cơ mắc bệnh khác là rất ít. Khi một cháu không có biến dịch sởi, mắc sởi rồi, cơ thể sức đề kháng nó giảm rồi thì nó sẽ nguy cơ các bệnh khác bùng phát, đặc biệt là những cái biến chứng của sởi. Cái ngày mà tiêm chủng cháu có hay ốm sốt, nhiều cháu là cứ đứng chu kỳ tiêm chủng hay cháu ốm sốt thì có thể tiêm dịch vụ. Có một cái điều đáng tiếc là vaccine sởi vẫn chưa được khuyến cáo tiêm phòng cho người mẹ có thai. Đấy, cho nên là để mà phòng tránh triệt để cho em bé thì người mẹ nên tiêm phòng sởi trước khi có kế hoạch mang thai. Đấy, là cái chắc chắn là như thế. Còn trong trường hợp mà đã mang thai mà không biết tình trạng tiêm phòng sởi của mình thế nào thì phải giữ gìn cho em bé thật là tốt, chăm sóc, nâng đỡ thể trạng, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp,
làm sao đảm bảo trẻ lớn lên ở kênh A của dinh dưỡng, tức là thể chất tốt, và luôn để ý đến lịch tiêm phòng. Khi mà đủ 9 tháng tuổi thì tiêm phòng sởi mũi 1 cho trẻ. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.